Sáng nay ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Cùng dự tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo công an cấp huyện, cấp xã, cán bộ một số ngành, đoàn thể cấp huyện. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 01 và công điện số 220 và 825 về công tác phòng cháy chữa cháy, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức về phòng cháy chữa cháy của người dân ngày càng được nâng lên. Chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức được vai trò trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 10 tháng đầu năm 2023, cả nước đã xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, bị thương 101 người, thiệt hại tài sản ước tính gần 230 tỷ đồng và 207 hecta rừng. Xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 18 người. So với 10 tháng đầu năm 2022 thì giảm 1.367 vụ cháy, nhưng tăng 36 người chết, trong đó cháy nhà dân chiếm tỷ lệ cao nhất là 33,3%. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 61,6%. Trong số đó có 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người xảy ra chủ yếu ở các tỉnh thành phố có tốc độ phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều khu công nghiệp tập trung tại các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng dễ cháy và chủ yếu xảy ra tại nhà dân, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh và loại hình nhà ở nhiều căn hộ chung cư mini. Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các bộ ngành trung ương và địa phương chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra nguyên nhân, nêu những khó khăn vướng mắt và kiến nghị các giải pháp nhằm giúp cho công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo tinh thần các chỉ thị nghị quyết, công điện, quyết định của Ban Bí thư, Quốc hội, của Thủ tướng phải đặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dưới sự chỉ đạo của đảng, sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân. Các bộ ngành có liên quan tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương kiểm tra giám sát về xây dựng, ra soát các cơ sở kinh doanh, chỉ cấp phép cho các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường khi có đủ điều kiện theo quy định có giải pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do hệ thống thiết bị điện và nhanh chóng hoàn thiện luật sửa đổi bổ sung luật điện lực tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong dân trong nhà trường đặc biệt là phải xây dựng tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới